Đây là lần đầu tiên mình trở lại và hiện tại thì sân khấu nó khá là ít người nhưng mà không, nó sân khấu nó gọi là bùng lửa và nhiệt huyết và nóng bỏng, không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê Free Fire mọi người ạ. Đó, mọi người hãy nhớ theo dõi trận đấu chung kết VFL nhá. Hiện tại thì Kiên có rất nhiều tin nhắn và rất nhiều bạn hỏi là lịch live của Kiên vào giờ nào và vào ngày nào. Ok, và bây giờ mọi người có thể nhìn bên phải màn hình đấy, Kiên live vào lúc 18 giờ hàng ngày ở trên Buja, vào lúc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Kiên sẽ nghỉ thứ 5 nha mọi người. Và đặc biệt là ngày thứ 3 và ngày thứ 7, Kiên live là Kiên sẽ có tạo custom cho mọi người chơi phòng và nhận được kim cương. Một là những người mà đã giết Kiên nhận được kim cương, hoặc là ai sẽ được top 1 để được kim cương cho mọi người. Còn điều đặc biệt hơn nữa, bạn nào muốn lên kèo solo 1-1 chốt 7 không? Cứ comment ID vào đây, lên kèo gì chơi kèo đó. Kiên không ngán một ai, trùm qua sót thế giới mà. Đấy, nói giỡn vậy thôi chứ ai muốn solo hay là ai muốn bán tự chiến với Kiên, cứ comment ID và lên chơi nhá. Và đặc biệt nhớ tại Buja về và chơi cùng Kiên đấy. ID HeavyGame74 luôn chào đón mọi người. Ok. Game74 ở trong tâm trí của mọi người. Đó. Khán giả thân mến, hiện tại thì chúng ta đang đứng ở booth check-in của Buja. Anh, đây là những cái phần quà, những cái snack của Buja sẽ gửi cho các bạn check-in. Còn ngay bên này ạ, không biết, vâng. À, Ice Mobile, chúng ta, đó. Đó, đây là những phần snack rất là đáng yêu và rất là ngon nha. Lát nữa anh thử thì chắc chắn là anh chỉ có một từ là mê đắm thôi anh ạ. Và ngay bây giờ thì Ice Mobile, chúng ta hãy cùng nhìn sang phía bên phải của mình ạ. Đó, chúng ta có một cái vòng quay như thế này thì không biết là Đố anh biết là đây là vòng quay để làm gì ạ? À, thì theo anh thấy thì đây là vòng quay mình có thể chúng có hội nhóm Buja. Thì theo anh nghĩ là có cái chữ hội nhóm Buja này thì cái phần quà khi quay chúng là tất cả mọi người ở trên hội nhóm Buja sẽ cùng nhận được cái phần quà đó. Rất chính xác ạ. Một lát nữa thì anh Ice Mobile này cùng tất cả các khách mời của chương trình, chúng ta sẽ cùng quay vòng quay này để chọn ra những phần quà để cho các bạn khán giả trên livestream có thể là bắt quà khi mà các bạn ở trên Buja sẽ thả những phần quà này. Và ngay bây giờ thì các bạn thân mến, khán xin mời lên sân khấu Ice Mobile. Xin mời anh sẽ lên sân khấu ạ. Cùng với đó là chúng ta đang gặp được những gương mặt vô cùng là quen thuộc trong làng thể thao điện tử Việt Nam, Zicker, Nagame, Kiên 74 và Kongan TV. Xin chào tất cả các bạn ạ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Khánh An rất là cảm ơn sự có mặt của các bạn ở đây. Và các bạn có thể là gửi một lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi livestream của chúng ta không ạ? Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Zicker. Mình là một streamer trên nền tảng Buja và ngày hôm nay rất vui mừng và nhận được sự lời mời ngồi đây cùng với rất nhiều KOL lớn của Garena Free Fire. Cùng với các bạn sẽ hòa mình vào trong những cái câu hỏi kèm với đó những cái game show cực kỳ là thú vị. Xin mời Nagame ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Nagame, ID Buja của mình là Heavy Nagame. Thì ngày hôm nay mình rất là vui khi lần đầu tiên được mời đến đây để tham dự một cái chương trình rất là lớn của Garena Free Fire. Thì mình rất là háo hức, không biết là trong cái chương trình này đang chờ đợi có những điều gì đang chờ đợi mình. Và Kiên 74 thưa quý vị. Hello mọi người, mình là Kiên 74 và mình đến từ Heavy và ID Buja của mình là Heavy Kiên 74. Và ngày hôm nay rất vui là mình lần đầu tiên được Garena mời đến một sự kiện rất là lớn. Đó, cũng không biết là sắp tới có những trò chơi thì thú vị. Và mọi người hãy đón xem có những trò chơi như thế nào và cùng theo dõi tụi mình nhé. Và Kongan TV. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Kongan TV và hôm nay mình rất là vinh dự được ngồi đây để có thể giao lưu cùng với mọi người. Và Ice Mobile thưa quý vị. Thì mình là Ice Mobile đây, thì các bạn cũng đã thấy mình rất là quen rồi đúng không? Thì hôm nay mình ngồi ở đây cùng giao lưu với hội thắng Buja, ở nhóm hội Buja. Và không biết là sẽ có những cái trò chơi gì trong ngày hôm nay hay không. Nhưng mà thực sự hôm nay thì sân khấu rất lớn. Và tất cả những bạn fan của Free Fire cũng như là Buja đang có mặt ở đây. Họ đang rất là háo hức để chờ đợi những cái sự kiện tiếp theo, những cái diễn biến tiếp theo các bạn ạ. Và các bạn thân mến, có thể thấy là ngày hôm nay thì tất cả các streamer của chúng ta đều rất là háo hức để có thể là giao lưu với tất cả các bạn khán giả. Nhưng mà không chỉ có sự háo hức đấy đâu, mà chúng tôi còn rất là đẹp nữa, công nhận đúng không ạ? Vâng ạ, với cái sự đẹp đó của chúng tôi thì tại sao tất cả các bạn khán giả chúng ta không
Ngay lập tức chúng ta hãy lưu lại những bức hình của chúng tôi ở trên sân khấu này bằng cách là chụp ảnh cùng chúng mình, sau đó đăng tải lên phòng chat Bàn Chuyện VFL. Không phải là chụp ảnh chúng mình nha, mà là chụp ảnh cùng chúng mình. Các bạn có thể là giơ máy selfie này, sau đó thì chụp với màn hình hoặc là chụp với sân khấu của chúng ta với các bạn đang có mặt ở đây ạ. Và Puya sẽ chọn ra hai bạn may mắn check in tại sự kiện và hai bạn may mắn chụp ảnh màn hình từ phía xa để tặng gift code cho các bạn đó ạ. Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhanh tay chụp hình ạ. Vâng, xin mời các streamer chúng ta có thể là tạo dáng chụp hình, chúng ta hãy nhìn vào trong màn hình nha. Vâng ạ, các bạn thân mến, chúng ta hãy nhanh tay chụp hình và tham gia phòng chat Bàn Chuyện VFL để gửi lại hình ảnh thôi nào các bạn ơi. Chúng mình sẽ ghi nhận hình ảnh ngay từ bây giờ và kết thúc sau 30 phút nữa nhá. Vâng ạ. Và Ice Mobile thân mến, đã rất là lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau như thế này. Và rất lâu rồi bạn mới được gặp gỡ lại các streamer ở đây. Thì không biết là bạn có câu hỏi gì đặt cho các streamer hay là có lời hỏi thăm nào không ạ? Hôm nay thì cũng mọi người cũng đã ở đây rồi thì không biết rằng là mình có cái cảm nghĩ như thế nào, mình có những cái suy nghĩ gì trong cái ngày chung kết VFL ngày hôm nay. Xin mời cô Ngân ạ. Đối với bản thân em thì năm nào em cũng rất là vinh dự được tham dự vào chung kết của đấu trường sinh tồn, và đặc biệt hơn là ngày hôm nay em có thể là ngồi giao lưu và với các bạn streamer khác cũng như là các bạn khán giả, nên bản thân của em rất là hồi hộp. Và không khí ở đây thực sự là rất là nóng rồi, mặc dù năm nay vì do dịch nên là số lượng có giảm, nhưng mà không khí thực sự là rất là nóng và bản thân của em rất là hồi hộp. Mong là mọi người có thể theo dõi hết cái live stream ngày hôm nay. Ok, xin chào mọi người. Thì bản thân mình cũng là lần đầu tiên đến với những sân khấu như thế này. Đúng. Và ở những giải trước thì mình có đến rồi, nhưng mà cách đây một năm thì do tình trạng nó bị dịch Covid nên là cũng không diễn ra tại sân khấu được, cũng là bắn offline ở nhà thôi. Đây là lần đầu tiên mình trở lại và hiện tại thì sân khấu nó khá là ít người, nhưng mà không, nó sân khấu nó gọi là bùng lửa và nhiệt huyết và nóng bỏng, không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê Free Fire mọi người ạ. Đó, mọi người hãy nhớ theo dõi trận đấu chung kết VFL nhá. Đúng. Cũng dịch thì cũng rất là lâu rồi, mình mới được trở lại một cái sân khấu lớn như thế này. Và ngày hôm nay mình thấy sân khấu đây rất là hoành tráng và không khí thật sự rất là náo nhiệt. Thì các bạn hãy cùng xem livestream để cổ vũ cho 12 đội tuyển trong ngày chung kết ngày hôm nay nha. Bản thân Zico thì thấy rằng là giải thi đấu của chúng ta đang diễn ra một cách vô cùng hấp dẫn và quy mô cực kỳ lớn. Tôi nghĩ rằng là các bạn nếu như bỏ lỡ cái cơ hội xem livestream ngay trên các kênh sóng của Garena Free Fire thì thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có cho mình những cái sự hấp dẫn, bổ ích, và kèm với đó sẽ có rất nhiều những cuộc cạnh tranh đến từ các tuyển thủ của chúng ta. Dạ, chắc chắn rồi. Và Khánh An thấy là tất cả các bạn đều đang rất là mong chờ vào giải đấu trong ngày hôm nay. Vuya thì cũng rất là mong chờ được nghe những cái ý kiến của các bạn về việc các bạn hãy thử bình chọn xem là ai sẽ trở thành top 3 của ngày hôm nay ạ. Xin mời từ Jigger nha. Thật ra mà nói thì mình là một trong những bình luận viên của Garena Free Fire, thế nên là cũng đã theo dõi từ những cái ngày đầu tiên của giải thi đấu. Thì theo như cái đánh giá của mình, 3 đội tuyển có mặt ở trong top 3 của giải thi đấu lần này của chúng ta đó là Flat, TV và HQ Esports. Bạn có chắc chắn không ạ? Khánh An nghĩ là có khi là bạn đã đưa câu trả lời hơi nhanh, nên là có lẽ là Khánh An sẽ cho bạn thêm thời gian suy nghĩ thêm một chút. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay tất cả các bạn streamer khi mà đưa ra dự đoán đúng về top 3 thì sẽ được tăng 3 lần loot drop để các bạn có thể gửi phần quà ấy dành cho các bạn khán giả đang theo dõi mình. Thì không biết là Jigger, một người đã bình luận rất là nhiều giải đấu rồi, bạn có thay đổi ý kiến của mình không ạ? Có lẽ rằng là cái ý kiến này không phải đột nhiên mình nói ra, mà mình cũng đã quan sát các đội tuyển từ rất lâu rồi. Thế nên là mình vẫn sẽ giữ ý kiến của bản thân mình ngay từ bây giờ đó. Rất là kiên định. Vậy còn Nagame, bạn suy nghĩ như thế nào về top 3? Thật sự thì mình cũng không có xem giải nhiều, nhưng mà từ tín hiệu vũ trụ gửi cho mình thì mình cảm thấy ba đội tuyển trong top 3 ngày hôm nay là Heavy, HQ Esports và VGaming. Cảm ơn Nagame. Vậy còn Kiên 74 ạ. Ok, chào mọi người. Thì hôm qua cũng có một giấc mơ của ông bà báo lại. Đội này mê tín ghê á. Hôm nay có một giấc mơ là trong top 3 sẽ là Heavy, Fae và VGaming. Đó là theo dự đoán của mình, cũng như là mình không lung lay kết quả đâu ạ. Vâng, cùng một tinh thần là kiên định ạ.
Còn đối với bản thân em thì em nghĩ là 12 đội tuyển tham gia vào cái vòng chung kết này thì ai cũng rất là mạnh. Và bản thân của em, top 3 thì mọi người, bản thân của em là kiểu yêu mến những đội tuyển này thì em mới dự đoán kiểu đặt niềm hy vọng cho ba team này, đó là Heavy, God of War và V-Gaming. Thì cũng có một chút gì đó rất là giống cô Ngân, có nghĩa là khi mà đã có 12 đội tuyển vào trong vòng chung kết là 12 đội tuyển thực sự rất mạnh và có kỹ năng rất cao và dường như là không có đội tuyển nào hơn đội tuyển nào cả. Nhưng mà đối với mình thì mình vẫn sẽ đưa ra những bình chọn theo quan điểm yêu thích của mình. Đó là AS sẽ bình chọn cho đội nằm trong top 3 sẽ là Heavy, God of War, Phe. Và chắc chắn là Heavy về đầu tiên đúng không ạ? Nhưng mà không hiểu làm sao mà tôi thấy tất cả các bạn streamer đều có những ý kiến khá là giống nhau. Và lại còn có một tinh thần đấy là rất là kiên định. Khi mà tôi hỏi là có đổi ý không thì không ai đổi ý cả. Hình như là các bạn có cái sự đoàn kết nào ấy. Tôi nghĩ là bây giờ tôi phải chia rẽ các bạn ra thôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ chia các bạn ra thành hai đội để chúng ta có thể là tham gia một trò chơi. Đó. Hai đội như sau ạ. Đội 1 sẽ có Chicker này, cô Ngân này và một bạn khán giả may mắn ạ. Và đội thứ hai sẽ có Nagame, Kiên 74 và Ice Mobile. Luật chơi của chúng ta sẽ như sau. Trước khi Khánh An sẽ mời một bạn khán giả may mắn tham gia chương trình này thì Khánh An sẽ thông báo luật chơi trước để các bạn có thể biết là mình sẽ làm gì ở trên này, để các bạn sẵn sàng lên đây ạ. Vâng ạ. Các bạn, ba bạn trong một đội sẽ có ba bạn, chúng ta sẽ xếp hàng thành một hàng dọc và người đứng đầu hàng sẽ nhận được một từ khóa đến từ chương trình. Và nhiệm vụ của các bạn đó là mô tả lại bằng hình vẽ để truyền cho người sau. Người sau sẽ nhìn hình vẽ này, đoán xem đó là từ gì và chuyển cho người cuối cùng. Và người cuối cùng sẽ là người công bố xem đáp án có trùng khớp với cả từ khóa của chương trình đưa ra không. Các bạn có sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Thật sự các bạn rất là đáng yêu nha. Vâng ạ, chúng ta xin mời đội 1 chúng ta sẽ tiến lên phía trước ạ. Và một bạn khán giả may mắn của chương trình, chúng ta sẽ cùng tham gia cùng với Zicker và cô Ngân ạ. Không biết là khán giả may mắn, có lẽ là Khánh An sẽ tiến gần hơn với các bạn khán giả. Chúng ta hãy giơ cao bàn tay của mình ạ. Vâng, Khánh An nhìn thấy một cô nàng rất là cá tính, xin mời bạn. Trời ơi, cô gái này biết tại sao Khánh An chọn bạn, tại vì là kiểu tóc rất là nổi bật. Thế nên là Khánh An không nhìn thấy ai khác, chỉ nhìn thấy bạn thôi. Vâng ạ, xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu thêm về bản thân mình được không ạ? Chào em tên là Su Linh. Su Linh, hiện tại thì là Su Linh là bao nhiêu tuổi, đang học trường gì này? Và Su Linh nghĩ là mà là Su Linh đã theo dõi thể thao điện tử và các streamer của chúng ta bao nhiêu lâu rồi ạ? Em theo dõi cũng lâu rồi. Hiện tại em đang 18 tuổi và em là streamer tại Heavy. Trời ơi, vậy là cũng là một người nổi tiếng ạ. Vâng, thưa quý vị. Bây giờ thì sẽ là thời gian để cho các bạn streamer của chúng ta có thể là tìm thêm là mình sẽ sắp xếp vị trí như thế nào ạ. Đây là đầu tiên nha. Đây là thứ hai ạ, và đây là người trả lời cuối cùng ạ. Thì theo các bạn là ai sẽ là người can đảm để nhận chức trách là sẽ đứng đầu tiên, ai thứ hai và đứng cuối cùng ạ? Xin mời cô Ngân TV sẽ ở đầu tiên ạ. Và ok, vậy thì Khánh An sẽ cung cấp từ khóa cho cô Ngân nha. Từ khóa đầu tiên của chúng ta là... Rồi, cô Ngân đã rất sẵn sàng rồi các bạn khán giả ạ. Và các bạn khán giả ơi, các bạn cũng có thể tham gia cùng với chúng tôi bằng cách là chat đáp án của mình vào trong phòng chat của bàn chuyện VFL. Và sau đó thì admin sẽ chọn ra 3 bạn trả lời đúng và may mắn nhất để nhận một gift code từ Buya. Các bạn khán giả ơi, các bạn hãy vào ngay bàn chuyện VFL nha. Trời ơi, tôi nghi là kèo này là bể ạ. Vâng ạ. Các bạn khán giả vào ngay phòng chat của bàn chuyện VFL nha. Khi mà cô Ngân vẽ xong này, sẽ dơ tấm bảng này ra màn hình để các bạn cùng đoán được từ khóa đó là gì nhá. Bạn xong rồi đúng không ạ? Vâng. Các bạn khán giả nhìn nhanh để đoán từ này nha. Rồi, hết thời gian ạ, chúng ta sẽ chuyển sang bạn tiếp theo ạ. Zicker không được tí hí nhá. Đó, Ice Mobile đã gợi ý là từ này rất là dễ. Nhưng mà tôi nghi là chưa chắc là đoán được ạ. Dễ nhưng mà nhìn hình này thì rất là khó. Vâng ạ, bạn khán giả của chúng ta vẽ rất giống luôn. Quý vị nhìn xem giống không ạ? Vâng ạ, vâng, chúng ta sẽ chuyển cho Zicker nha. Vâng, Zicker, theo bạn thì đây là từ gì ạ?
Cái này nó có liên quan đến Free Fire đúng không? Hên xui. Hên xui à? Nó trông rất giống. Tôi đề nghị là không có sự ăn gian nào ở đây ạ. Các bạn không biết các bạn khán giả ở dưới như nào, nhưng mà riêng mình thấy là cái này nó rất giống một cái miếng bánh. À, cái này là cộng mà. Cái này có vẻ là dấu cộng. Mình đoán có lẽ là mình sẽ đoán nó liên quan đến Free Fire này. Cái này sẽ là kim cương đúng không nhỉ? Liên quan đúng không ạ? Bạn phải giải thích cho tôi xem là tại sao từ dấu cộng lại ra kim cương. Thật ra mà nếu như bạn nào chơi Free Fire đã lâu thì các bạn cũng đều biết rằng là cái biểu tượng của kim cương ở trong Free Fire nó sẽ có một cái dấu cộng ở đằng trước, nhưng mà mình đang hơi thắc mắc về cái này. Rất là thuyết phục ạ. Tôi nghĩ là cái này thì bạn có biết tại sao có hình này không ạ? Càng em cũng không biết nữa. Vậy thì cô Ngân, anh Zicker đang rất là tò mò, không biết là đây là dấu cộng thì là giống kim cương ở trong Free Fire rồi, nhưng mà hình này là sao ta? Kim cương đó. Theo em là kim cương đó. Kim cương nha anh Zicker. Xong rồi chuyển dấu cộng ra đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái này thì bạn phải hỏi lại đồng đội của bạn, chứ tôi thực sự là tôi nhìn là tôi cũng không biết là kim cương luôn nhá. Vâng ạ, từ khóa tiếp theo ạ. Và chúng ta cùng tiếp theo nha. Cô Ngân, bạn đã sẵn sàng chưa? Từ này thì Khánh An nghĩ là một từ khá là dễ. Ok ạ. Vâng. Ok, cô Ngân đã sẵn sàng rồi. Các bạn thân mến ơi, vừa rồi thì chúng ta đã có một từ khóa kim cương. Đó là một từ khóa, là một cái quà tặng rất là quen thuộc mà các bạn fan cứng ở trong Booyah cũng có thể sử dụng, chứ không chỉ là có riêng trong game Free Fire đâu ạ. Các bạn cũng có thể sử dụng kim cương để tặng cho streamer yêu thích của mình. Đó. Khánh An hiện tại thì thấy là cô Ngân đang có một sự rất là tập trung. Và nhìn vào gương mặt của cô Ngân thì Khánh An cảm thấy là rất là quyết tâm và cảm như là kiểu chiến thắng đến nơi rồi ý. Nhưng mà nhìn hình thì Khánh An lại nghĩ ngược lại. Vâng ạ, chúng ta đã có từ khóa. Tôi nhìn mà tôi chỉ thấy là nhăn mặt thôi. Rồi hết thời gian rồi ạ. Bạn có vẽ thêm tôi cũng không cho đồng đội của bạn xem đâu ạ. Các bạn hãy khán giả thử nhìn xem và đoán xem đây là cái gì nhá. Rồi. Rồi xong chưa? Rồi. Tôi sẽ cho bạn thêm 10 giây nữa ạ. 10, 9, 8, hết thời gian nhìn rồi ạ. 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1 ạ. Nào xin mời Zicker, chúng ta thử đoán từ khóa. Bạn có thể cho mình xem lại được cái hình ảnh không? Con voi. Tôi thì giống con voi lắm nha. Các bạn khán giả có nghĩ là con voi không ạ? Hay là kiểu con khỉ, con chó gì đấy? Mình nghĩ đây, lúc đầu thì mình lại nghĩ ra một cái khác hay về việc là con voi. Cái này nó khá là giống hộ ấm chén. Hộ ấm chén ạ? Bạn chắc chưa ạ? Mình chưa hình dung ra cái này là cái gì. Tôi cũng thấy là rất là khó để hình dung. Và bộ ấm chén, xin chúc mừng, chính là một kết quả đúng vào một thời điểm khác, không phải là ngày hôm nay. Và từ khóa của chúng ta đó là hội nhóm Booyah. Yeah, đây là một trong những tính năng mới có ở trên Booyah, là nơi để mọi người có thể là giao lưu này, kết bạn này, và chơi game cùng nhau. Và chúng ta có thể là trò chuyện trên streamer nữa, và thậm chí là có thể là giúp nhau làm bài tập về nhà nữa. Thì không biết là Zicker đã từng giao lưu nhiều ở trên hội nhóm Booyah chưa ạ? Có lẽ là đầu tiên thì trước khi tới với những chia sẻ về hội nhóm thì mình sẽ gửi một lời khen ngợi dành cho cô Ngân và bạn khách mời của chúng ta là về cái khả năng hội họa rất là tốt. Cái thứ hai thì mình cũng đã có tham gia vào hội nhóm của Booyah rồi, và mình cũng đã lập một cái hội nhóm, đó là hội Anti Zicker. Thì nếu như bạn nào mà livestream xem hay theo dõi trên nền tảng Booyah thì nhớ vào ngay Anti Zicker nhá. Các bạn vào ngay Anti Zicker nhá. Và các bạn thân mến, vừa rồi đã là phần thi của đội 1, và chúng ta có thể thấy là kết quả là 1 điểm đúng không ạ? Và cảm ơn bạn khán giả may mắn của chúng ta ngày hôm nay rất nhiều, và Khánh An sẽ gửi tặng đến bạn một phần quà là snack của Booyah. Xin cảm ơn bạn đã tham gia cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay nha. Bây giờ thì sẽ là phần thi của đội thứ 2. Xin cảm ơn cô Ngân và Zicker rất nhiều. Không biết là sau phần thi của đội 1 thì tinh thần của đội 2 đang cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời các bạn sẽ tiến lên khu vực phía trước của sân khấu này ạ. Chúng ta sẽ đứng lui vào đây một chút để có thể là bắt chọn hình ảnh của máy quay nha. Và đây là bảng của anh AS Mobile ạ.
đây là bảng dành cho thành viên thứ hai là anh Kiên. À, anh có rồi. Vâng ạ. Rồi ạ. Và từ khóa đầu tiên, Khánh An sẽ không chần chừ nữa để công bố luôn từ khóa đầu tiên của chúng ta, đó là... Vâng, quay lại. Từ khóa đầu tiên của chúng ta sẽ là... Anh nói vào mic. Vâng. Anh vẽ vào. Vâng ạ. Rồi ạ. Khánh An sẽ dành thời gian không quá lâu nha. Vừa rồi là Khánh An đã là một cô MC rất là dễ tính rồi, bây giờ tôi phải khó tính hơn thôi. Tôi sẽ cho bạn 5 giây ạ. Sẽ dành cho anh IS Mobile 5 giây ạ. 5 ạ. 4. 3. Anh phải vẽ cho mọi người hiểu được chứ ạ. 2. 1. Và... Hết giờ ạ. Vâng. Là chúng ta sẽ cho các bạn khán giả xem để các bạn khán giả cùng tham gia. Các bạn hãy vào ngay phòng chat bàn chuyện AFL để có thể là xem là đáp án của mình là gì nhá. Các bạn sẽ nhận được quà. Vâng, xin mời anh Kiên ạ. Dạ. Tôi thấy một tín hiệu không mấy khả quan từ đội này thôi. Ôi, tí. Trời ơi, tôi chỉ có một cái đầu và một cái đôi hai đôi mắt thôi. Tôi không thể nào xem các bạn có gian lận hay không được. Nên là các bạn phải có ý thức cao nha, streamer nha. Rồi ạ, thời gian cho Kiên 74 đã hết. Và bây giờ sẽ là thời gian của Nagame. Bạn hãy đoán xem đây là từ khóa gì. Các streamer đang cười khúc khích ạ. Đây chính là... Người đang thức, tôi thấy đang thức và sẽ có giấc mơ anh em mobile. Em đang hơi mông lung một tí, em không biết đây là người hay là con vật vậy ạ. Em không biết nữa, đây là người hay là con vật. Từ từ. Em nhờ... Bạn phải dứt khoát nha, dứt khoát giống như là lúc mà trả lời talk show lúc nãy á. Cái này là có liên quan đến Free Fire không ạ? Tôi thực sự tôi cũng không biết luôn, tôi người rất ngây thơ. Con thỏ à? Con thỏ ạ, vâng ạ. Con thỏ là một đáp án hoàn toàn không chính xác. Và chúng ta thì còn một lượt đấu nữa nha. Để xem là có thể là cân bằng tỷ số hòa không. Hay là chúng ta sẽ thua trước đội 1 ạ. Vâng ạ. Từ khóa này thì hơi dài một chút à. Tôi thấy từ khóa này hình như là có vẻ là rất là khó. Nhưng mà tôi sẽ làm nó khó hơn bằng cách là đếm ngược từ 5 về 1. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vâng, xin mời. Lượt tiếp theo là của Kiên 74 ạ. Tôi sao bạn Na bạn cứ dùng da dùng dinh thế nhở? Em không đứng im được. Chúng ta phải nhắm đôi con mắt lại. Đó, làm thích trước mọi sự đời. Rồi ạ, anh Kiên vẽ rất là nhanh. Na gây mê, trời ơi, tôi thấy là vị trí của Na là làm khó cho Na ấy. Dạ. Đây là gì ạ? Em... Đây là gì ạ? Nagame phải có đáp án không ạ? Tại sao mọi người lại nhìn ra sao ạ? Nào thôi nào, chúng ta sẽ đưa ra đáp án của mình lại. Mình đang lại vẽ con vật hả mọi người? Con gấu đấy. Em cũng nhìn thấy giống con gấu. Nhưng mà theo cái tín hiệu của vũ trụ gửi cho em. Tín hiệu của vũ trụ gửi cho em thì... Vũ trụ này hơi nghi nha. Hình như tôi thấy có sự gian lận ở đây của gian sự của vũ trụ ạ. À không, không hề gian lận nha. Cái này là tín hiệu từ vũ trụ gửi cho em. Và đáp án chính là... Không biết đâu, bạn không biết đâu. Thôi bạn trả lời. Stream chất chưa đỉnh ạ. Yeah! Đáp án của chúng ta không chính xác. Và đội thứ hai đã không giành được phần thưởng thắng cuộc trong ngày hôm nay. Sai ạ. Vâng ạ. Đấy, bạn gian lận, người gian lận là không bao giờ chiến thắng đâu. Và slogan của chúng ta, đáp án của chúng ta chính là chơi có hội, quẩy có đội. Đây là slogan của hội nhóm Buya đó. Lý do vì sao mà cứ chỉ ở dưới này thì Na lại cứ nhìn ở trên kia, bảo sao Na không biết. Đó, bảo sao mà tôi cũng có cần phải canh đâu. Tại vì là chỉ nhưng mà có biết đâu, đúng không? Rồi, xin mời các bạn có thể là quay về vị trí của mình. Một phần vui chơi rất là vui, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã có kết quả chiến thắng là đội 1 rồi. Còn các bạn khán giả may mắn đã tương tác với chúng tôi thì không biết là các bạn đã nhận được ai sẽ là người may mắn thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ thông báo sau nha. Và slogan vừa rồi, chơi có hội, quẩy có đội, đây chính là slogan của Buya, nơi mà mọi người có thể làm gì cũng có đồng đội này,
Các bạn có thể rủ những người bạn đang tham gia trên Buya cùng đi chinh chiến từng map với mình này, cùng vui chơi với mình, trò chuyện với mình, hay thậm chí là chúng ta có thể tham gia cùng nhau giải trí hàng ngày. Và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là một cái giây phút rất là hồi hộp mà Khánh An sẽ mời các bạn streamer sẽ lên vòng quay may mắn để lựa chọn ra những phần quà cho các bạn khán giả đang theo dõi qua nền tảng Buya. Xin mời Jicker ạ. Khánh An sẽ sang bên này nha. Rồi ạ. Dạ, để Khánh An lấy mic cho bạn nha. Không biết là phần quà mà Jicker sẽ mang đến cho các bạn khán giả là gì. Xin mời Jicker. Chúa tể vòng quay này, ông hoàng may mắn và vị vua của những món quà hấp dẫn. Hy vọng là như vậy ạ. Quay nào. Nào, xin mời. Mình đoán sẽ là kim cương này. Rất là hồi hộp ạ. Và đó là vòng quay rất là hồi hộp, rất là hồi hộp ạ. Vòng quay vẫn đang tiếp tục hồi hộp, vẫn mang lại cho chúng ta sự hồi hộp ạ. Vâng rồi, ạ. Rồi, tôi nhìn và... thấy chiếc kim cương đẩy lên rồi này. Đó chính là hội nhóm Buya. Xin chúc mừng tất cả các bạn khán giả và ngay các bạn khán giả ngay bây giờ các bạn hãy cùng nhau vào phòng chat bàn chuyện VFL. Khi mà chúng ta có từ 3.000 người cùng online thì Buya sẽ tặng cho các bạn hai mã code trị giá là 5 kim cương và tổng cộng sẽ tới 5.000 lượt nhập mã dành cho tất cả các bạn. Các bạn hãy Jicker có nhớ là về các bạn khán giả phải làm gì không ạ? Vào ngay hội nhóm Buya để có thể nhận được những phần quà cực kỳ là hấp dẫn đấy nha các bạn. Gần đúng ạ. Vào hội nhóm Buya và vào phòng chat bàn chuyện VFL. Yeah. Chúng ta sẽ có 2 phút đã được đếm từ khoảnh khắc mà Jicker quay vòng quay này ạ. Và Jicker thông mến không biết là hàng ngày thì bạn sẽ tương tác với fan ở trên hội nhóm Buya với những nội dung gì ạ? Thật ra mà nói thì mình có khá là nhiều nội dung để có thể tương tác với các bạn hàng ngày, bởi vì những cái câu chuyện hàng đời sống rồi còn rất nhiều những cái câu chuyện trong in game nữa. Và tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ bùng nổ thật nhiệt tình ở trong các hội nhóm của Buya để có nhiều những cái ý tưởng này rồi còn những cái câu chuyện chia sẻ về đời sống của nhau nữa. Hy vọng là như vậy. Đó. Khánh An thấy hơi tiếc tại vì là ngày hôm nay mới biết đến Jicker. Thế nhưng mà chắc chắn là buổi tối nay hoặc là trong tuần này thì khi mà thấy Jicker livestream thì Khánh An sẽ vào ngay ạ. Và vừa rồi thì cũng đã hết thời gian để các bạn có thể là nhận mã cốt và kim cương ở trong phòng chat bàn chuyện VFL. Khánh An hy vọng là các bạn đã nhận được những cái mã cốt này rồi nha. Cảm ơn Jicker rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Khánh An sẽ xin mời Nagame chúng ta sẽ lên sân khấu để có thể là tìm ra những phần quà tiếp theo ạ. Các bạn vừa rồi mà chưa nhận được phần quà nào cũng đừng buồn nha. Tại vì chúng ta vẫn sẽ còn 4 lượt quay nữa. Xin mời Nagame. Nhưng mà nó có hộp thì mọi người đừng có hận mình nha. Ai cũng có, cái vòng xoay này của chúng ta thì ai cũng sẽ có quà nên Na yên tâm nha. Tiếp tục là hội nhóm Buya. Vâng, các bạn thân mến, chúng ta hãy tiếp tục vào phòng chat bàn chuyện VFL. Và trong 2 phút đó thì các bạn hãy tiếp tục vào phòng chat bàn chuyện VFL này. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ để có 3.000 người cùng nhau online. Thì chúng ta sẽ tặng ngay 2 mã code trị giá 5 kim cương và sẽ có 5.000 lượt nhập code cho các bạn nha. Dạ, cảm ơn Nagame rất là nhiều. Và trong thời gian mà chờ các bạn cùng vào phòng chat bàn chuyện VFL thì Khánh An xin được mời Kiên 74 sẽ lên sân khấu để có thể là tìm ra chủ nhân của giải thưởng tiếp theo trong ngày hôm nay. Và các bạn khán giả xem livestream sẽ nhận được ạ. Nhân phẩm của mình tốt lắm mọi người ạ, xem nhá. Ôi giời ơi. Mong là như vậy ạ. Các bạn có muốn được kim cương không ạ? Đấy. Ồ, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng nó may quá, không phải là hội nhóm Buya rồi. Trời ơi, nó lại là hội nhóm Buya rồi. Vâng ạ, đây là cái số rồi, các bạn phải vào bàn chuyện VFL phòng chat ngay lập tức thôi. Vâng ạ, cảm ơn Kiên rất là nhiều. Tôi nghĩ là có khi bây giờ bạn ở luôn trong phòng chat bàn chuyện VFL đi. Tại vì cái quay đấy khi là nó bị có một cái lực hút ma thuật nào đó ạ. Xin mời Ngân TV. Cô Ngân không biết là có vào tiếp hội nhóm Buya không ạ? Ủa, hội nhóm Buya là không được nhận hả chị? Là có được nhận nhưng mà chúng ta sẽ vào bàn chuyện VFL để cùng nhau chờ có một cái mã code và chúng ta sẽ bắt được cái mã code đó ạ. Nó ở giữa. Nó ở giữa thật dưới đây. Kim cương, vâng, kim cương ạ. Cảm ơn cô Ngân TV rất là nhiều. Bàn tay mà khác biệt nhất trong các bàn tay còn lại của ngày hôm nay ạ. Và Ice Mobile, vị đồng host của chúng ta.
của tôi chứ ạ. Vâng ạ. Thì không biết là Ice Mobile sẽ quay vào đâu ạ? Chắc là kim cương này thì thấy hấp dẫn á. Ơ kìa. Oops. lại một lần nữa nhá. Vâng. Wow. Thực sự anh muốn cái hội nhóm Buja hơn, tại vì khi mà anh quay trúng cái hội nhóm Buja thì tất cả các bạn fan sẽ được nhận quà, phải không? Nãy nhớ. Kim cương. Đây, nếu mà chúng ta quay vào kim cương thì các bạn khán giả sẽ được nhận kim cương luôn. Và kim cương hiện luôn ngay trên màn hình. Thực ra là cái nào chúng ta cũng sẽ được phần quà hết, vâng ạ. Và phần quà cuối cùng của chúng ta là hội nhóm Buja. Ngày hôm nay có thể thấy là phòng chat bàn chuyện VFL rất là đắt xô. Cảm ơn S Mobile rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển về vị trí khu vực chính diện của sân khấu ạ. Và thời gian 2 phút dành cho các bạn khán giả ở trong phòng chat bàn chuyện VFL vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Các bạn khán giả, các bạn hãy vào ngay phòng chat này để khi mà chúng ta có 3.000 người cùng online thì Buja sẽ tặng ngay 2 mã code trị giá 5 kim cương và tổng cộng sẽ có 5.000 lượt nhập dành cho các bạn đấy ạ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa đâu mà chúng ta không vào ngay đúng không ạ? Và các bạn thân mến, vừa rồi thì là những phần quà đặc biệt mà Buja muốn gửi đến các bạn. Và vừa rồi chúng tôi vì sao lại phải có nhiều trò chơi như thế? Vì sao phải có vòng xoay may mắn? Thực ra đó là một trong những cách mà chúng tôi muốn tri ân tất cả các bạn khán giả đã yêu thương Buja trong thời gian vừa qua và đồng thời là yêu thương các streamer của chúng tôi ở đây nữa. Và Khánh An ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có cơ hội để có thể là đến đây cùng tương tác với tất cả các bạn streamer và các bạn khán giả. Và nếu như các bạn khán giả vừa rồi vẫn chưa nhận được quà thì đừng buồn, hoặc là vào chậm á, thì vẫn còn rất là nhiều loot drop và quà tặng khi chúng ta theo dõi giải đấu và theo thời gian quy định ở trên Buja nha các bạn ơi. Vì vậy nên là chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình để tìm kiếm nhà vô địch JOMOS VFL Spring 2022 và đồng thời nhận những loot drop và quà tặng của chương trình. Và cảm ơn Buja vì đã mang lại những giây phút vô cùng vui vẻ dành cho các bạn khán giả, các bạn streamer. Nhưng mà không biết streamer có vui không ạ? Dạ vâng. Với tinh thần này thì tôi nghĩ là buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay đã có thể kết thúc một cách rất là vui vẻ và trọn vẹn. Và các bạn streamer, chúng ta hãy cùng giơ tay chào các bạn khán giả nào. Xin chào. Ơ kìa, chúng mình lại gặp nhau rồi. Các bạn nghĩ clip này là vậy là chấm hết rồi đúng không? Không 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 không. Clip này vẫn còn, nếu như các bạn không ấn nút đăng ký vào bật chuông thông báo lên mỗi khi ra video, các bạn là người xem đầu tiên. Không thôi là kia ngồi đây và nói tiếp với mọi người. Không 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 không. Bye 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 mọi người nhá. Tim cho mọi người vào kia nhá.